Xin chào các bạn. Video này mình sẽ quay các chiếc máy bay lớn hạ cánh xuống đầu đường băng 29 của sân bay Nội Bài. Trong một ngày hiếm hoi mà sân bay đổi đầu cất hạ cánh. Do hướng gió chính nên các máy bay hạ cánh ở sân bay Nội Bài chủ yếu hạ cánh ở đầu đường băng 11. Chỉ khi nào đổi hướng gió, thường do biến động thời tiết thì các máy bay mới hạ cánh ở đầu đường băng 29. Đầu đường băng 29 tức là đầu phía đông của sân bay. Và hiện tại mình đang đứng ở đầu phía đông của sân bay. Trước mặt mình là một chiếc Boeing 777F của hãng hàng không EVA Air của Đài Loan đang chuẩn bị hạ cánh. Vị trí đứng hiện tại của mình gần như nằm bên dưới đường hạ cánh của máy bay xuống đường băng 29R, tức là đường băng 29 bên phải của sân bay Nội Bài. Như vậy là chiếc Boeing 777F này sẽ lướt qua ngay bên trên đầu mình trước khi hạ cánh. Đây là một loại máy bay chở hàng chuyên dụng cỡ lớn. Ánh đèn trên mặt đường băng. Như vậy là cũng có thể quan sát được bánh máy bay chạm mặt đường băng. Một pha chạm mặt đường băng với rất nhiều khói của chiếc Boeing 777F. Loại máy bay này có thể chở được lượng hàng hóa tối đa lên tới 110 tấn. Khi máy bay vừa chạm mặt đường băng thì các tấm cản khí trên lưng cánh đã được mở lên để giúp giảm vận tốc máy bay và giúp ổn định máy bay trên đường băng. Đồng thời hai động cơ của máy bay cũng đã chuyển sang chế độ thổi ngược. Chiếc 777F của EVA Air đang rẽ ra khỏi đường băng để vào bãi đỗ. Và đây là góc quay pha hạ cánh của chiếc 777F của hãng EVA Air xuống đường băng 29R từ phía đối diện, tức là phía đầu đường băng 11 của sân bay. Góc này thì hình ảnh máy bay chạm mặt đường băng không bị vướng bởi hàng rào. Tuy nhiên khoảng cách đến máy bay khá xa. Chúng ta sẽ cùng dõi theo chiếc Boeing 777F của EVA Air tiến vào bãi đỗ kỹ hơn với góc quay này. Chiếc máy bay sẽ còn phải băng qua đường băng 11R trước khi tiến vào bãi đỗ. Tiếp tục trở lại với đầu phía đông của sân bay để quay các máy bay hạ cánh xuống đầu đường băng 29. Đây là một chiếc Airbus A330-300 của hãng Corona.
chiếc Airbus A330 luôn có pha chạm mặt đường băng rất đẹp, với chỉ có hàng bánh sau cùng chạm mặt đường băng trước, giống như là một nghệ sĩ chơi băng nghệ thuật vậy. Đây là pha hạ cánh của một chiếc máy bay cỡ lớn đến từ nước chủ nhà Việt Nam. Máy bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines. Đây là một chiếc Boeing 787. Là pha chạm mặt đường băng của chiếc Boeing 787. Và thêm một chiếc Boeing 777 nữa đến từ hãng hàng không Viva Air của Đài Loan. Đây là một chiếc Boeing 777-300ER chở khách. Chiếc này còn mang livery đặc biệt của hãng, đó là livery của Liên minh hàng không Star Airlines. Còn tỏa ra nhiều khói hơn khi bánh máy bay chạm mặt đường băng. Có thể là do càng về trưa thì đường băng càng nóng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.